Tên đại sứ sẽ lên liên hệ với nhà lãnh đạo trong là đường. Thầy sẽ không nói đến cho nên một thầy ở đây biết về chuyện này. Sẽ liên hệ đến với vị địa là bản quyền. Hãy chọn trước các bạn thứ giám để tôi viên công biết rồi. Thì dù tôi biến đến từ đâu, sẽ cần biết mở lại một tay cửa đó. Chúng tôi bị thành phố rất khó được kể nói về thành nghiệp. Nhưng nói về ý đi ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ xử. Người nói như vậy thì bắt đầu tiên chúng ta không giữ nổi là đi quên bất giận, đi quên bất giận. Bắt đầu tiên nhớ về tiến trệ của các bạn hơn. Thì chúng ta đi công suất nhất định, nếu có lượng lớn, sống lại dễ dàng bằng một trang hướng. Vì bình thân nữa, về ý tới rồi, có cái gì mà nói đi. Còn phải các người, sẽ luôn luôn nhớ là người thường cho thân. Chuyện đó đi đi trời, nếu là phạm nhân thì chắc chắn sẽ có một điểm chỗ lắm. Đương nhiên sẽ lên lên của con đại lệ. Người nói tiên công sẽ lên lên là thiên hạ vô địch, thiên hạ không vô nhất, để con lại càng khó làm điều. Những ta tự là hay nhất tiên người. Cánh hai tay cộng thêm thêm tiên thị không đến sể, khi con chủ lại biết được điều kiện của hắn ư. Đại nhân mà ta tự biết được con đang thấy, nhưng nói để biết được giang hồ, thì đàn ta có cái gì mà không biết.
là thủ lĩnh của tổ chức thuyết khách. Sajinder cũng rất cao thượng, nếu là thủ lĩnh của tổ chức thuyết khách thì đây chính là tổ lĩnh. Thật. Hôm nay tôi biết anh, biết sao vậy không đấy? Sở Liên Hương